tiếp tục thi đấu trên bàn số 6 ở lượt trận 25. Nguyễn Thanh Huấn của Đà Nẵng và Mai Đăng Phú cùng đơn vị. Thank you.
đấu trên bàn số 5 ở lượt trận 26. Nguyễn Trần Thanh Tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Lê Hồng Phúc của Đà Nẵng. Thank you.
điểm dễ đâu. Thank you.
một điểm. Linh một điểm. Thank you.
trên bàn số 1 ở lượt trận 27 giữa hai cầu thủ Đức Nhân của Khánh Hòa và Phi Long của thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức xin thông báo, ban tổ chức đề nghị tất cả các cổ động viên và các cổ động viên chúng ta không hút thuốc ở ngoài khu vực hành lang, và chúng tôi đã bố trí khu vực hút thuốc dành cho các bạn, đó là sau các cửa ở bàn số 8, và các bạn sẽ hút thuốc ở khu vực cầu thang. Chúng tôi đã bố trí các bàn thuốc ở khu vực này. Một lần nữa, ban tổ chức xin thông báo là chúng tôi yêu cầu tất cả các cổ động viên và cổ động viên chúng ta không hút thuốc ở khu vực ngoài hành lang. Các bạn sẽ hút thuốc ở ngoài cánh cửa ở khu vực cầu thang mà chúng tôi đã bố trí các bàn thuốc cho các bạn. Xin cảm ơn về hợp tác. Lên 2 điểm. Thank you.
Còn 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sử dụng phân cơ thủ hồng ly. Phân ly đã có chiến thắng. Đây trận đấu đầu tiên nha. Rồi, tiếp tục trận đấu là sẽ trận sau là thủ Văn Ly sẽ gặp thủ Trần Quốc Chiến này nè. Rồi, cảm ơn anh đã xem trận đấu. Nên nhớ để lại một lượt like của mình cũng như một lượt đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn anh đã xem nhiều. Rồi, sao nè. Giữa hai cơ thủ